Thưa quý vị, giai đoạn 2016-2021, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực và trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính vì vậy đã góp phần tạo nên nhiều đổi thay một vùng nông thôn mới, giàu bản sắc truyền thống cách mạng. Đã hơn 10 năm nay, phong trào tiết kiệm nuôi heo đất, phong trào thu gom phế liệu đã trở thành việc làm thường xuyên của chị em phụ nữ xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Giai đoạn 2016-2021, 13 trên 13 chi hội phụ nữ đã tiết kiệm được hơn 76 tạ gạo và 84 triệu đồng, đã giúp 50 heo giống, 2.600 con gà cho 92 phụ nữ nghèo, 110 suất gạo, 92 triệu tiền mặt, giúp 65 chị bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau và gặp hoạn nạn. Chị em đã thấy rằng những cái việc làm học tập theo Bác là thiết thực và đem lại cái hiệu quả. Và bên cạnh đó là giáo dục cho cả thế hệ con em của mình trong cái việc mà nêu gương và học tập. Đối với đoàn thanh niên xã, các nội dung học tập và làm theo Bác được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, đồng thời đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể thông qua các phong trào thi đua. Đặc biệt, tuổi trẻ Hòa Nhơn đã tích cực tham gia phong trào học tập nêu gương sáng về truyền thống cách mạng của quê hương, về gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Giáo dục cho các bạn đoàn viên thanh niên hiểu được cái học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Khi có lệnh triệu tập của đoàn xã là rất hăng hái là tham gia tất cả các hoạt động. Bạn cũng là tổ chức làm các mô hình về kinh tế. Học và làm theo Bác, Đảng ủy xã chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các cấp ủy chi bộ thực hiện mô hình heo đất tiết kiệm. Kết quả đã thu được gần 256 triệu đồng, giúp các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Thực hiện mô hình báo cáo trước chân dung Bác, qua đó đã có 412 đảng viên báo cáo học tập nêu gương Bác và tự soi, tự sửa. Tạo ra sự chuyển biến nhất định ở trong cái sự nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cái thứ hai nữa góp phần thiết thực cho cái việc mà nâng cao cái đời sống của nhân dân. Cái thứ ba là tạo cái nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cái việc mà phấn đấu xây dựng người cán bộ, người đảng viên và hậu đồng viên tốt hơn. Đến nay, Hòa Phong có 100% đường liên thôn được bê tông hóa. Trong 5 năm qua, xây dựng mới và sửa chữa 595 nhà chính sách, có 683 hộ thoát nghèo, giải quyết cho gần 4.150 đối tượng xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 57 triệu đồng một người một năm, tăng 27,5 triệu đồng so với đầu năm 2016. Bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn Hòa Phong ngày càng khởi sắc, đánh dấu bước chuyển mình đầy hứa hẹn của việc xây dựng và phát triển nông thôn đô thị trên địa bàn huyện Hòa Vang, và cũng là kết quả đáng trân trọng của sự đồng thuận giữa ý đảng và lòng dân.